Kính thưa quý vị, Việt Nam cảnh báo dân cẩn thận với món sứa biển. Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam vừa cho hay, một loạt vụ ngộ độc vì món sứa biển xảy ra tại nhiều địa phương gần đây. Sáng ngày 19 tháng 5 năm 2014, Cục này đã ban hành một thông báo khuyến cáo người dân không ăn sứa biển tươi chưa được chế biến, nhất là món gỏi sứa, đặc biệt đối với trẻ em. Báo Pháp Luật dẫn lời ông Lâm Quốc Hùng, trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế xác nhận rằng, món sứa biển không được chế biến đúng cách sẽ gây độc cho người sử dụng. Ông này nói rằng, người tiêu thụ bị ngộ độc sứa có thể bị đau đầu, tức ngực, khó thở, buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Bệnh nhân có thể lâm vào trạng thái lơ mơ, co giật và hôn mê, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Báo Pháp Luật Sài Gòn cho biết, món sứa lâu nay được chế biến là một số món ăn được nhiều người ưa thích như gỏi, nộm sứa, lẩu, canh, bún sứa. Cục An toàn Thực phẩm cho rằng, sứa phải được ngâm ít nhất là 3 lần trong nước muối và phèn, cho đến khi nào thịt sứa chuyển sang màu đỏ nhạt hoặc vàng nhạt thì mới được dùng để chế biến làm thức ăn cho người.